chào mấy đứa hỏi nhỏ xinh xinh. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Đi làm về không gà không để, làm quá trời làm, tự nhiên về thấy một đàn gà trong sân, nên bắt nó vô cái chuồng này để mà nó đừng có đi xa, mà mẹ đừng đi xa quá, đi xa quá mấy đứa con nó đi không kịp, mấy đứa nào yếu yếu là nó bị lạnh á, nên mình để vô cái chỗ nhỏ này đi chút xíu, con gà mẹ nằm lại nó sẽ ấm con đó. Cho nên mình sẽ để trong cái chuồng để cho hạn chế con gà mẹ nó đi xa quá, em đi xa quá. Cái này là gà tre. Gà tre giống này gà nhỏ, giống nó nặng tối đa khoảng 1 kg, 1.2 kg gì đó hả. Đây thì nước xong đưa mổ ăn nước luôn. Dưới là mấy bạn cút, chuồng này cái nhà lầu 2 tầng, không đó là nhà chính rồi, mấy chính đây. Trứng 4 trứng, 5 con cút mái và 1 con cút trống, 5 con nữa 4 trứng. Cái bụng không phải không? Trời chút. Gà tre này nó giống gà cha gà má nó đây, gà cha gà mẹ, một con gà rất là đẹp. Các bạn lấy cái nằm giống nó quá trời đẹp luôn. Trời chứ đi, chứ đi người ta cho ăn. Đây thì mấy bạn nhỏ nha, lúc nhốt để trứng, có trứng ăn mỗi ngày, nó thay phiên nhau đẻ. Trống ấm con nữa. Mấy bạn cút mấy bên đây. Đây một ngày mình được trứng khoảng 30-40 trứng. Cái này mình đậy lại
để hạn chế mấy con chim gà lên nó mổ trứng, để nó che được nắng trong cái trứng nữa, để nắng quá trứng thì nó bị hư.